Mình chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với Phú. Hôm nay thì em có mặt ở cái quầy hàng hỏng của đồ điện tử. Thì đây có mấy con đầu pre cũng như là đầu âm ly nó bị hỏng, nhưng mà khá là hàng khá là chất. Em quay lại cho quý vị anh chị cô chú cùng xem. Đây em thấy có mấy con Sony pre Sony và mấy con vừa đầu đĩa CD. Thì em trước mặt em đây là một con Sony SDP-77ES. Đây là một con hàng pre khá là hiếm gặp của dòng Sony, kể cả ở Việt Nam bây giờ cũng ít người bán con này. Con này thì cũng nhiều người đánh giá là khá là chất. Em xem trên mạng này thì Việt Nam hầu như rất ít thông tin, bên Nhật này thì cũng có nhiều. Giá mới nó khá là cao, tận 5-6 man, 7-8 man, khoảng tầm trên 10 triệu, 15 triệu. Con này thì nhìn ngoại hình cũng khá là đẹp. Điều khiển thì có đi kèm bên cạnh đấy ạ. Đấy. Con này là một con Pre của Sony nha quý vị nhé. Người ta có ghi đây này. Thì cái trách cự chữ Kagashima ga này, Hizuni Koe ga den nai koto ga okattan desu. Nghĩa là khi mà người ta check, trong thời gian check thì cái âm thanh nó bị dừng bất ngờ nhiều lần như thế. Thì người ta bán hàng hỏng với giá 2.000 tương đương khoảng tầm 450 người đấm đầu. Đây là phía sau của nó này, còn rất là đẹp nhá. Đấy. Âm ly ở cái này thì có thể nghe xem phim nghe nhạc rất là hay này. Công suất của nó, con này có ghi là 100V và 25W made in Japan nhá. In Japan này vị nhá, phía sau còn rất là đẹp nhá. Cho trước rất là đẹp. Nói chung các cái ngoại hình rất là ok. Xuống đây cho quý vị đấy, rất đẹp. Nói chung chữ các thứ, nút các thứ vẫn còn đẹp lắm. Này, processor STP-77ES Core nha quý vị. Giá 2.000, 2.000 là tầm 450, nặng là tầm 4-5 cân. Thành ra là tiền hàng 400 nhưng tiền cước 1 triệu, hơi triệu. Bên dưới đây là một em khác của Sony, con này có đĩa CD thêm. Con này thì có mã là CDP377ESD. Đấy. Nói chung con này cũng còn rất là đẹp, con này đắt hơn. Con này thì gì đây? Tôi hay là dự CD. Con CD thì vẫn dùng bình thường. Cái cửa này nó bị làm sao? Tôi là ca dự không mở được hay sao? Người ta bán một man hơn 2,2 triệu. Còn đã đẹp nha quý vị. Sony thì chữ này nó bị lệch một chút do va quyệt gì. Con này thì con nó chèn tên nên em không lật ra được. Nói chung là về ngoại quan rất là đẹp, chắc là cũng là made in Japan thôi. Con này thì nó nặng hơn, to nặng hơn. Cái này là một em của Sony, đầu CD của Pioneer, giá 3.000. Phía đây là một năm, giá 3.000, tại sinh để Kimasta. Đây là này đấy. Nhưng cái cửa này vẫn dùng bình thường, nhưng mà cái âm thanh không biết là làm sao. Âm thanh Tobi Jasui nên là mất tiếng hay sao, dễ mất tiếng. Đấy, nó bán 3.000. Còn xung quanh đây thì cũng còn rất là nhiều, nhưng mà quay thì không biết là bao giờ cho nó xong. Ở đây gọi em sang xui gì đây này. Họ có em sân suy AMFM TU 607 S607. Thôi con này chạy quay nữa. Đây, Sony SDP-777ESD nha quý vị nha. Con này rất nhiều người hỏi này. Giá 3.000 nha quý vị. Con này đang hoạt động hả? Ôi em lấy con này về luôn. Bác nào lấy thì em để. Hoạt động sao bán 3.000 nha.
là Sony STP-SD777 nha quý vị nha. Nhưng mà không có điều khiển. Giá 3.000. Tầm 650 700 nghìn. Nó khá nặng. Made in Japan 25W 100V. Đấy. Đây là bộ chi nhất em này thôi. Nhiều hàng ngon đấy chứ. Em đầu này có ăn gì đâu. Tiak Chio. Chio này thì cũng suy gặp có một số bác hỏi nhưng mà ít hàng, em thấy ít hàng. Con này có con Chio KA990 này. Thì thẳng có nhiều bác có hỏi đấy. Em quay lỡ bác nào có cần thì. Nhưng mà con này giá cũng 7 cent 7 nghìn thì tôi được khoảng 1,5 triệu. Người ta ghi đây là cái thì âm thanh thì vẫn xuất bình thường. Tuy nhiên thì khi mà người ta điều chỉnh cái balance cân bằng ấy, thì bên trái thì nó được, bên phải thì không được. Vì các cái con này thì khá cũ, các cái nó có các cái vết nên cậu chỉ xét móc các thứ lên này. Cái cũ. Đây này có con TV hỏng người ta bán 100 yên. À thật. TV hỏng người ta bán 100 yên. 20 nghìn. Đi qua vấp nó mấy lần. Đây này có men Technic Shuna thôi, Shuna mấy em FM. Xem là đây có một em Sony nữa. Sony SA50ES. À, 50ES thì trước không như có mấy anh hỏi em đấy. Nhưng cái này thì Shuna AM FM. Giờ này có một em đờ nông ADV700 thôi. Trên này là một em Yamaha SDP1 rất âm bình thường. Có một cái đồ xạ nói chung là cái chi tiết người ta không trách. Có điều khiển luôn bên cạnh đây. 2,5 triệu hoặc tầm 600 nghìn. Con này nó vẫn dùng bình thường. Ồ, bình thường sao 600 nghìn à? Mid input tháo cái này ra nhét vào đấy. LR mono DSP1 nha quý vị nha. Digital nha. Này nhiều người xung quanh quá không nói to được, không nói nhiều được. Họ nó cứ nhìn như kiểu mình người ngoài hành tinh. Đây là một em Yamaha SDP2000 đẹp thật. Lúc này làm sao? Lúc này nó không phải lúc dĩ sát mà ấn này thôi. Điện kia, điện nguyên thì đã vào bình thường này. Âm suất thì âm thanh chưa check này. Nó lại check có vào điện hay không thôi. Rồi lên bán 3.000 này. 3.000 tầm 700 này. Đây có mấy con vậy ạ. Còn xem dòng trên có con nào. Tiak. Tiak R60 6X này. Denon DCD này. Đấy có một con dạy mã DCD của Denon nó bị cái mặt này bị hỏng. Cái này không vào điện. DCD 755EA AE chứ quên mất. Đấy. Nó không vào cái cửa này nó bị hỏng mất. Nó không vào điện. Đây có một con Chio KT5000 nữa, Chuna. Rồi, Chuna thì sẽ xem. Technic Chuna. Ở đây hay gì đây? Sony MX-1000ESX. Con này là mic. Con này có ghi là stereo microphone. Con này để hát karaoke được. Đấy. Con này nó xuất âm bình thường.
Komiari, cái nắp của nó bị xước cái gì. Đấy, cái nắp nó bị nó có bị mấy cái vết xước này thôi. Còn vẫn dùng bình thường. Mở sao rẻ nhỉ? À cũng rẻ lắm, 4.000 cái vậy. 4.000 là gần 900.000 rồi. Con này nó nhẹ mà. Con này ok. Con này nếu quý vị nào có hát hò thì dùng con này được. À, mấy con em quay tạm cho quý vị. Em xin chấm dứt video tại đây. Em đi tìm có gì hay nữa, em quay giờ chưa thấy có gì hay lắm nên là cứ đi đến đâu về nhắc đến đấy thôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em, xin hẹn gặp lại video lần sau.